Vâng, em xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay Thợ Cũ Đá Phúc Tấn em xin giới thiệu với anh chị một tác phẩm và một bộ bàn, một bàn gốc cây anh chị nhá, bàn gốc cây tự nhiên là rất là đẹp này. Đấy, tác phẩm này của em thì bằng gốc cây gỗ hương ta lai đấy ạ, và hương cờ Đông Ba rất là đẹp, và toàn màu gỗ và da gỗ tự nhiên, một tác phẩm mà bàn tương đối là đẹp, thì có chân gỗ và tương đối là liền những tác phẩm như này anh chị ạ. Đấy thì em cũng đọc xin đọc cái kích thước của mặt bàn này anh chị nhá. Kích mặt bàn này ạ. Kích thước mặt bàn này chiều ngang rộng của cái tác phẩm bàn mặt bàn này là ngang là 1m18, và chiều dày từ trong ra ngoài này của em này là 83 phân và cao từ đất lên đến mặt bàn là 62. Đấy ạ. Và cái bàn này thì bên em tương đối là liền hết nhá, chỉ có ghép một cái chân này thôi này, còn đâu từ trên cái mặt bàn này đến cái chân bên này là bên em đều là liền hết anh chị nhá, liền hết ạ. Và với hàng gốc cây, cả một cái gốc cây mà hàng bàn mặt bàn mà tương đối liền như này thì rất kiếm gỗ rất là khó đấy ạ, rất là khó vì thường bàn mặt bàn gốc cây này to như thế này thì thường người ta thường chắp khoảng tầm 2 mảnh đến 3 mảnh thôi, như cái này của em đây là chắp có mỗi một cái chân để cho đây ạ. Anh chị nhá, mỗi cái chân này phần chắc này thôi. Vâng, với cái bàn này thì bên em làm rất là cầu kỳ anh chị nhá, rất là cực cầu kỳ này. Bên em làm cả những cái khay để đồ, hoặc là anh chị có là để chỗ này để các chân các tay được đấy, ngồi các chân, một các chân cái này nó hơi cao, anh chị có thể để đồ để đạc đây nhá, để đồ để đạc đây được. Chỗ dưới này đấy là bên em thiết kế là để các chân này, để cho chân ở dưới chân này, các chân đây đấy, rất là tỉ mỉ luôn ạ. Cái phần đen này là phần da gỗ tự nhiên các bác nhá. Đây chị nhá, cái phần da gỗ tự nhiên đấy ạ. Đấy, hàng liền hết này. Đây cái chỗ này là em cũng thiết kế chỗ để chân để trước đây cũng được, hoặc để đồ đây cũng được này. Đấy, liền hết nhá. Liền hết. Đây, cái mặt này đây anh chị cây đây cái mặt này là anh chị ngồi pha trà này. Mặt này anh chị là ngồi pha trà hoặc là tiếp khách nhá. Đấy thì cái chỗ này thì anh chị em thiết kế để chân đường vòng vòng này, để chân như này thì hợp lý, rất là hợp lý và rất là tiện lợi này đấy cho người dùng. Và đây cái đôn này thì bên em làm 6 đôn nhá, 6 đôn ạ, đôn là 6 đôn, 6 cái đôn. Và cái mặt đôn này của em thì ngang khoảng tầm 45 đến 50 mặt đôn nhá, đấy đều khoảng 45 đến 50. Và cao khoảng 45 phân, cao khoảng 45 phân anh chị nhá. Đây ạ, đôi này mặt rộng là khoảng 40 này, mặt dài này đấy nó rơi khoảng tầm 45 phân đến 50 phân, tùy theo nó dài ngắn tùy một cái nhá. Cái này thì dài rồi đấy, nói chung là em lo cái này khoảng tầm 50 phân đấy. Đấy anh chị nhá, đấy là cái mặt đôn. Rồi em sẽ quay chi tiết cho anh chị ngắm về cái bàn này một chút anh chị nhá, đọc chi tiết này. Đây, em cho chị ngắm về cái đường vân cho cái mặt bàn này của em nó có liền không. Đây anh chị, bên anh chị nào mà đã chơi gỗ nhiều thì anh chị nhìn cái mặt bàn này anh chị biết là mặt của em nó liền hết 100% luôn này. Và đây em quay cái phần vân gỗ đấy ạ. Đấy anh chị này, vân này anh chị thấy cái vân này rất là đẹp này. Đấy, như kiểu cái sóng nước anh chị thấy không ạ, như cái sóng nước này, vân rất là đẹp, một cây gỗ vân quá là đẹp luôn này. Liền hết anh chị nhá, liền hết. Chỗ này là cái chỗ đấy, nước xuyến nước vào đây, phễu để anh chị nào nước nó đọng vào đây thì nó chảy ra dưới này qua cái vòi này. Đấy, để tiện lợi là anh chị chỗ này là để chân này, đấy để chân ở đây, ngồi đôn đây và để chân ở đây cũng rất là tiện lợi. Đấy là cái mặt bàn. Và đây em làm một cô anh cho anh chị về cái mặt ghế, mặt đôn nữa ạ. Đây mặt đôn này, mặt đôn thì vân cũng rất là đẹp, chất liệu bằng gỗ hương gia lai hết anh chị nhá. Đây cái đôn thứ hai đây ạ, đây cái đôn thứ ba đây, đây anh chị này, đôn thứ tư đây. Đấy, mỗi đôn là bên em làm một cái dáng thế khác nhau nhá, vì cái hàng này là hàng gốc cây nên là mỗi đôn là có cái dáng thế và có hình hài nó khác nhau.
Như cái mặt trên này, là bên em đều phay phẳng nhẵn nhụi hết rồi. Và đây chị đang đổ những cái đường vân lên rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, cái thứ 6 đây ạ. Đấy, mặt vân rất là đẹp. Còn đấy là toàn bộ tác phẩm đây, em đi quay một vòng cho anh chị ngắm về cái dáng thế một vòng nhé. Đây là mặt trước này. Anh chị ngắm về cái dáng thế của cái bàn này khi anh chị trưng vào trong nhà. Đây, anh chị trưng vào trong nhà thì kê cũng kiểu như thế này. Đấy, quay các góc để cho anh chị ngắm về cái dáng thế cái bàn cũng như là cái nét đục của bên em tạo ra cái bàn gốc cây gỗ Hương Tang Gia Lai này. Wow, và mọi thông tin chi tiết kỹ hơn hoặc là anh chị muốn xem những hình ảnh bên em chụp thì anh chị có thể là liên hệ với em qua số điện thoại 0389 ạ, 889968 chị nhá, của bên Tượng Gỗ Đạp Phúc Tới của bên em ạ. Và đấy là cũng là toàn bộ tác phẩm và bàn gốc cây này. Đấy, hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo ạ. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các quý anh chị. Quá là mình chưa có bàn gốc cây kia trong nhà thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại của bên Tượng Gỗ Đạp Phúc Tần bên em ạ. Em xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác vào clip tiếp theo. Em xin chào.